tất cả, mình là Túy với công ty The Optimally Homes. Hôm nay mình muốn làm một cái video ở một cái khu mà mình rất là thích. Khu này các bạn nhìn sẽ thấy được cái kiểu nhà ở đây nó rất là khác biệt, là tại vì đây là ở Historic Downtown Norcross. Thì các bạn biết những cái khu mà zone này ở Historic thì nó, cái zone này nó hơi little bit different, là kiểu nhà nó phải theo cái zone của cái khu đó. Thì nguyên cái khu này các bạn, cái kiểu nhà nó là more historic style. Mà nó đẹp nhất á, là nguyên trước cái khu của mình đây, là xung quanh là cái vineyards. So cái khu này gọi là Adams Vineyards, currently built by Peachtree Residential. Thì tổng cộng trong khu này có 62 căn nhà, nhưng mà hiện tại họ còn lại khoảng là 7 căn thôi. Mình đang đứng trong cái nhà mẫu, nhưng mà các bạn coi cái kiểu nhà này thì nó làm cái kiểu mà rất là lạ và rất là đẹp. Tuy khu nhà không lớn nhưng mà cái kiểu nó nét, nó có một cái nét gì đó mà các bạn sẽ thích. Nhất là các bạn đi, chút nữa mình đi nguyên cái tour nguyên cái khu á, các bạn coi cái kiểu nhà ở đây kiểu nào cũng khác biệt hết, nhưng mà tất cả nó đều xung quanh về cái vineyard này. Cái vườn nho này nó rất là đẹp, nên mình rất là hân hạnh để show các bạn cái video hôm nay. Rồi nha, để mình vô mình tour cái nhà. Rồi khi mình bước vô nhà đó, đây là ngõ trước của mình. Vừa bước vô đó mình thấy không, nguyên cái phòng này là nguyên cái media room, office hoặc cái study room. Hardwood floor dưới này hết luôn rồi. Dưới này có hai phòng ngủ. So let's go see the two bedrooms. Nhà này đặc biệt á, là vừa ở dưới lầu vừa trên lầu đều là 10 foot ceiling luôn, bởi nhà nó rất là cao. Cái màu nó dùng cũng rất là neutral nữa. Đó, mình bước qua đây nè. Bên hông á, mình có một cái cửa từ bên hông mình bước vô nhà, đúng không? Nhưng mà dưới này là chỉ cái phòng cho hai phòng nhỏ ở dưới này. Thì mình qua đây mình có hai phòng này nha. Đó, đây có một cái bathroom để cho vừa guest vừa cho cái bedroom bên này. Đó, cách làm cái bathroom rất là đẹp. But come over here, check out this bedroom too. Tuy cái phòng này là phòng guest bedroom nó không có lớn, nhưng mà các bạn coi này, cái ceiling nó rất là cao, nên nó nhìn rất là đẹp, cửa sổ nó rất là thoáng. You see the closet space. Yeah, cũng good size. Oh, một cái nữa là những cái cửa đó, really really high door, làm nhìn nhà nó rất là sang. Đó, đây chỉ là một phòng ngủ thôi. Qua cái phòng thứ hai bên này nha. Đây, phòng này nữa, phòng này đặc biệt là nó có cái bathroom riêng trong này luôn. Nên again, cái ceiling nó rất là cao, nên nhìn cái phòng nhà nó rất là thoáng. Cái màu nó đi, cái cách nó design trong này nó nhìn rất là trẻ trung và rất là đẹp. Nè, các bạn vô coi trong cái bathroom bên này. Nhà đặc biệt khi là mình bước lên trên lầu này á, thì cái phòng khách của mình với lại master, gara đều trên này hết. Thì thật ra cái nhà này mình nói ngược lại là cái này là ranch với cái basement ở dưới thôi. Nhưng mà cái basement của lại là ra đường front yard, nên nó khác biệt một tí xíu. Nhưng mà các bạn mình qua bên coi này, nhà nó, cách nó design nó rất là đẹp, rất là lạ, tại vì cái này nó rất là unique. Cái khu này là tại vì nó nằm ở trong Historic Downtown Norcross, thì nó phải approve theo những cái Historic Architecture Bill, nên nhà nó build rất là đẹp. Nhưng mà design ở trong á, vừa modern và vừa very luxury, giống như cái bookshelf nó làm này. The color they choose to is very beautiful. Nào, mình qua đây mình coi phòng khách này nha. Thấy cái phòng khách này không? Phòng khách này quá đẹp, nó rất là sáng mà cửa sổ nhiều nữa. Và cái cách design ở đây nè, nó làm rất là đẹp. Mà đứng trước đây mình dò nguyên thấy nguyên một cái vườn nho của mình luôn, là vườn nho này của community, nên nguyên cái front yard của mình rất là đẹp. Cái detail nó làm rất là hay. Nào, phòng khách đây là nó làm open concept, nên mình nhìn thấy cái bếp luôn nè. Các bạn coi cái bếp nó build nè, white cabinets, beautiful quartz, big island too. Cách nó làm rất là đẹp, backsplash có đèn nữa, accent wall. Mà ngồi đây mình nhìn thấy nguyên phòng khách của mình, vẫn thấy cái dining room bên kia, nên nhìn vẫn thấy tất cả front yard, back yard, everything. So cái cách design này nó rất là cool. Nào, mình ra cái front porch mình coi cái balcony nè, nhìn cũng đẹp lắm. Mình ra đây nha. Wow, đứng cái balcony này nhìn rất là đẹp luôn. Mình đứng đây mình trước nhà của mình nè, thấy nguyên cái vườn nho mà thấy nguyên cái khu này. Cái cảnh này rất là đẹp tại nó nằm ngay downtown Norcross, các bạn nhìn thấy không? Nhìn hướng bên kia kìa, có cái nhà thờ nữa. Bởi cái cảnh nó làm nó rất là đẹp, mà khu này coi như là một cái khu mà cái style nó build đó very European, mà nó có nhiều cái nét rất là hay. Bởi nhiều lúc mình tới đây mình nghĩ là mình không phải đang ở Norcross, mà giống như mình ở một thành phố nào đó. Nhất là hôm nay trời nó mưa nữa, nên sương cũng mù, thì mình đi qua cái vườn nho giống vậy, mà đi những cái cảnh nhà giống vậy, mình nghĩ giống như mình đang ở Europe vậy đó. Thì ở ngoài cảnh này rất là đẹp, thì hopefully các bạn enjoy nha. Nhưng bây giờ mình vô cho coi cái phòng ngủ tiếp tục đi. Mình vô đây. Đó, thì cái hallway là bên kia là bếp. Khi mình bước qua đây á, là sau lưng mình là the back of the house, nên two car garage, máy giặt máy sấy và powder room and mud room. Nhưng bây giờ mình vô cái master mình coi trước nha. Vô đây coi nè. Thấy không? Master đây cái ceiling nó rất là cao.
mà cách design rất là đẹp, mà cái accent wall sau lưng á, nó nhìn cái màu nó làm nó nổi lên. You have your closet right here, and qua bên đây coi cái bathroom này, rất là đẹp. Wow, thấy cái bathroom này quá đẹp không? Double vanity, cái wow, nó làm những cái shower sau lưng này cũng rất là đẹp, rất là lớn nữa. Và tile, và cái bathtub này, những cái bathtub standalone tub, trong này cửa ánh sáng rất là đẹp nữa. Nên cái bathroom này nó complement cái phòng master rất là đẹp. Nên mình nghĩ là cái kiểu nhà nó xây rất là đẹp. Nên bây giờ mình coi thử ở ngoài nha. Ở trong là mình thấy rồi, nhưng mà ở ngoài các bạn cũng sẽ thích nữa. Đi ra ngoài mình coi nha. Đó, mình bước ra đây, thấy không? Đây là đường sau lưng nhà của mình đó. Thì có nguyên cái mudroom ở đây. Tại vì nó có cái cửa này là cái cửa ra sau lưng nhà. Nhưng mà gara nè, ở đây. Rồi với lại máy giặt máy sấy nằm ngay đó. Thấy không? Các bạn thấy không? Hai cái kho gara rất là cao. Rồi, mình qua đây mình coi nè. Đây là cửa sau. Đây là ngõ sâu của mình đúng không? Mình vừa bước xuống này, coi những cái flagstone nó làm rất là đẹp. Mà gara của mình vẫn đậu hai chiếc, ở ngoài cũng đậu ít nhất cũng phải là 1, 2, 3, mình nghĩ có thể 6 chiếc nữa đó, tại nó rất là lớn. Đó, cái đường sau lưng của mình ngay đây, nguyên cái khu. Đó, kiểu nhà nó view rất là đẹp. Tuy là nhà nó cũng hơi sát một tí xíu, nhưng mà nên nhớ là đây là thành phố trong historic downtown. Nên cái kiểu nhà nó bắt buộc phải xây giống vậy, mà nó muốn conserve những cái đất nữa. Nên kiểu nhà nó build vậy mà nó làm cái chiều dài nó rất là rộng nên nhà rất là thoáng. Thì ok, vậy thôi. Mình cho các bạn coi cái nhà giống vậy thôi, nhưng bây giờ mình đi nguyên cái khu cho các bạn coi nha. Rồi. Cái slogan của khu này mình rất là thích, là cái slogan là Live in a similar time at Adam's Vineyard. Là nếu mà tạm dịch thì mình nói là sống trong một thời gian đơn giản hơn. Khi ở trong khu này thì các bạn, nếu có dịp các bạn tới đây, các bạn walk around cái khu thôi, các bạn cũng thấy được là đây là khu nhà mới. Cái kiểu là người ta mới xây, người ta đang xây, vẫn còn đất để mình lựa đất mình xây. Nhưng mà cái style của cái kiểu nhà và cái cách nó design nguyên cái khu qua, làm cho một cái community ở giữa một cái park với là giữa một cái vườn nho, thì một cái cảnh nào đó mà nó rất là đẹp. Mà cái style của nó là nó rất là nhiều front porches để mình ngồi đây rồi mình absorb cái community của mình. Thì cái cách nó làm vậy là mình thấy nó có rất là cái nhiều điều mà hay, mà những người mà thích những cái kiểu giống vậy thì người ta sẽ thích hơn. Thì you definitely feel là đây là một cái community. So tuy là đất đai nó không có rộng, nguyên cái khu này có 8 acres mà nó build gần 62 căn nhà, mà most of the land là preserved for cái vineyard. Thì cái Adam Vineyard này là post World War là nó có sẵn đây rồi, chỉ là sau này khi developer họ took over thì họ vẫn preserve cái vineyard ở đây, và sau khi đó là họ build những cái nhà xung quanh đây. Nhưng mà tại vì nằm trong khu historic Norcross nên Norcross sẽ approve only những cái style mà nó fit cho cái phố cổ giống vậy. Rồi, một lần nữa mình là Túy với công ty The Optimally Homes. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hôm nay. Hope các bạn thấy được những cái nét đẹp ở những thành phố xung quanh thành phố Metro Atlanta. Đây chỉ là một cái thành phố Norcross, mình chỉ show cho các bạn một cái khu ở đây thôi. Nhưng mà next opportunity hay next chance mình có sẽ mình show các bạn những thành phố lân cận nữa. Nhưng hôm nay chỉ là nghề của mình là nghề địa ốc, nên mình có cái opportunity để show những cái khu nhà mới đang xây trong những cái thành phố giống vậy. Thì hope các bạn enjoy cái video giống vậy nha. Một lần nữa mình là Túy, chào các bạn.